Kena bang kru macam kena somrat ni bang kru meja nak ram terlalu betul nak buat bayang kena somrat ni bang kru. Som thua ca rob an jumpu lok ni ni ayu group ong ni chou ruom hai nang imran pau so sdai samajak ni chou ruom sdap tong ah samrap khnyom kana ke khang dam som thua ca leuk tuk chat jumpu ni riep cham kamvithi tha hai thua kaich ka nang bto tiet pru kaich ka na dael vi lombak khmae jeung mon sau niyum luh ta mien ni chumneah nang ka thua chúng ta liên quan sống co thác mai dương chia bụi sa môi đại miền trà đất mình châu chật nòm mốc hay còn mình chết nơi cầu này chú chật nơi cả đà vì tha mình châu chật nòm mốc miền này tha tụ bây đã đăng tha cái ca là về lọ về miền phải giáo về miền đầm lầy sầm rạp chiết sa sna còn thái phần ba đầu khơi tha về phải châu mà phía lũng ba về ở chia chấm nênh chia cầm rầy hay về phải châu một sạ phong mà dương bùm sơ miền nẹ phục phía nông ca nông mục tì chỉ biết thấy cái ca nát đầy kìm sơ thưa cứ mà dương cứ mình châu chật nông mục tì nhưng mà nói của mình đang tha nế chia ạ tạ chả đặt đầy chuộp mộc đầy xa phụ xa dương tăng phì bò ra nạc ca rưu cổ tâm tay thầm mây nâng tì bố bà ta vô ạ tạ xa tới phụ xa dương nâng thật là bàn đạch phụ xa tư tỏa thầy đối chứ này của mình đang tha hẹt ấy bàn chia tăng dương tăng kê đặc xâm gà nâng miền đi xa môi cứ mình châu chật nông mục thì phải xét nông cách ca ná đấy phải chôm nông ca lạc bỏng cách ca miền phải giáo cách ca để bọt cầm rái hay miền ụp sạc lưu mọt lưu co vì nó đợt tây phóng miền kê bài anh chương phóng cách ca bệnh nâng cứ mai dương mình châu chật nông mục tế tại vì chẳng lại nơi trong thai bà xanh bao miền nẹ na mà nẹ rư krong na mùi phục phía nông mục thư rương nâng ao dùm ra ơn tịch mà đong miền ca châu rùm chả đàn lãng cứ mai dương bọc tầm rọc tam cầu cứ tham mình châu chân nơi hàng cầu đi của sản bạc kê tơ ô hói của tơ kỳ đại của sản bạc nơi tại anh cho mình còn trâu rưu nâng về hình hàng về tài tàu về khóc kê giống như mai dân chẳng nhưng mà nào sẵn kê khơi chẳng khơi tham mình châu chân nó mục thế tại bữa nôm thuơ cho đàn tới tơ đại đối chân này rương cạch ca chưa biết thế hả rương cam bị thi nông ca sọp sai gồm đất tuộc sẵn ạ nông niềm dương chưa bị khổ xàm nềm bộ đất sẵn ạ phong chả bán na thanh ở sọc dương mình sơn thì dôm thì đuổi non crom nó mình tha crom na crom na crom bọc nhầm cái na của miền tìm luôn nè châu rôm rọ bòn nè đây còn tại phía giả sau đây mình sẽ ăn bữa màn thì ní chia à tại cho đất bọc mai chương đây mình sơn chưa thì dôm non ca rin sốt ấy bữa màn thì ní dương sau đây có thổ đầy rôm nè mình bền lực hàng na mùi có tiệm hàng na thì đối với này khởi tha cái ca nó về bị bạn tịnh miền tây nè điểm trăm cam bị thi to tại chất xương to su nông viên tịnh hỏi lực thực chất tha bản thân bài dương chi diêm thư vi tràn đời tràn tới cùng tại mai dương mình đời khang cao thì cứ chịu chất đời cả đà nằm châu ruộng đá nhưng xong bài chọn thêm nạp vào trong bản thân cái nào bọn tôi ở con trai bọn tôi sản phẩm camin chi mật tị lực lớn đôi chi mình chả nạp vào lực thiên động một cái nào chân có mọi khác về vì liệu bao dương cái nào đừng sạ su sầm đuối tập bọn tôi muốn đừng sạ su sầm đuối nhưng cái nào xong lực nơi bọn ram bôi chấm đuối làm bài kinh phía sau bao dương tự đời luôn tìm mũi xong mình đã chưa ruộng bọc được rồi cầm sờ thôn là mình gì bắt bắt được ông bảy tí bí xong cuộc vô cam bảo vệ thi thăm xong tình yêu thật của dịch hạn này dụng bái tí bấy xong ở ca xua nơi xong nốt và gọc tình ảnh tình ấy tí buôn xong mình đã chô ruộng công bằng co xong lấy nằm khan bật mù tèm ở đó nơi bây giờ cam thi cập bông đầm nào ca lực lại chạy bảo ở các nằm bây giờ xạ xua xong nuông cả nà chỉ cách chúng ta tiếc xem cả nà xong mà xạ xua xong nuông từ bọn cừu nằm dàn ra tèm ở đó xong nốt tí muôn xô tha ta bảo bộ đất xác ngã nâng tùm đêm tùm nọ bảo bây này mình đã bao số đây nhẹ cho rùm mà đòn tiền làm bay vô ăn tận đây này bị tha tâm đêm tâm lót nhưng mà xong thừa cả lực là cả về nhảy tam để dạ bị hỏi bạn sẽ đảm tích bữa tam bữa tới tâm lót thì tới cả muốn tâm lót cứ chia với tâm lót bia cứ chia nọt này ca và bật là bỏ bọc mà nhẹ phải chạm thằng ngày riêng thừa bài nà thì riêng riêng luôn nắng phải chạm thằng ngày nắng lâu đặc biệt bạn cái để chia tầm lọp đối với tầm lọp dân rau khơi tha việc cả môn tầm niếm ta quay tới chia tầm niếm miền này tha phê na đài tầm lọp đó bao dân đã đài lắm còn tái trợ ban lược là ao từ lùm từ lấy từ tua score miền ca đằng lư trái miền ca châu rùm anh quạt nước non phe nước non đồng bòn nước non bài na mùi miền ca từ tua score về chỉ phơi cá viên là khai chia tầm niếm đối dương dây thật tâm niệm và bây này bọn châu cho nằm khám ai tâm niệm đi tâm niệm đâu tâm niệm bị cao trên bị tâm lọp
កវាមកមុនហើយសួរថាតើស្អីទៅដែលមកមុនតម្លាប់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងតថិបុមនោះយ៉ាងបានថាវាជារឿងសំខាន់ដែរប្រសិនបើយើងកើតនៅក្នុងស្ថានទីណាមួយហើយមិនជាយាមខ្នះខ្នែងរកការសេពគប់ត្រូវទេច្បាស់ណាស់ថាតម្លាប់យើងនោះវាមិនមែនជាតម្លាប់ល្អទេនៅក្នុងនេះចូលមើលតម្លាប់នៃការរៀនសូត្រណាកាលណាយើងនៅក្បែរបុគ្គលបែបណាបរិបទជុំវិញយើងបែបណាយើងមិនសូវឈ្នះទេវាអាចថាជាខ្ញុំកណាម្នាក់ឯងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែគិតថាអ្នកតន្ត្រីប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរតាមមើលកាលលោកមិនដូចឯណាជាអាស្រ័យផងថាតម្លាប់របស់ខ្លួនឯងបើថាបើនៅក្នុងបរិបទជុំវិញមនុស្សខ្នះខ្នែងច្រើនខ្លួនឯងក៏ប្រឹងលើតាមនោះទៅតម្លាប់អានសភៅតម្លាប់រៀនតម្លាប់តន្ត្រីតម្លាប់មើលតម្លាប់ចូលរួមតែដល់ពេលនៅព័ទ្ធជុំវិញមនុស្សខ្ជិលមនុស្សអីច្រើនដូចតម្លាប់របស់យើងដូចគេមិនដឹងថានេះមកពីយើងនឹងក៏បន្ទោសគេតែចង់ប្រាប់ថាទម្លាប់វាកើតចេញអំពីបរិបទជុំវិញនឹងមួយវាកើតចេញអំពីតថិការយល់ឃើញមួយយើងយល់បែបណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងដល់ពេលយើងប្រព្រឹត្តវាញឹកញឹកញយញយវាកើតជាផ្នត់អ្នកគ្រូនេះស្គាល់ពីថាផ្នត់ណាផ្នត់គឺអ្វីដែលវាដិតដាមដែលវាជាប់ទៅហើយវាបាក់កលាវិញដូចផ្នត់កណាត់ផ្នត់អីចឹងកម្មាកណាត់អីមួយដែលយើងទុកយូរបន្តិចវាបាក់ជ្រួញដូចគ្នាដែរការជាប់ទៅក្នុងរឿងអីហើយយើងធ្វើវាតដែលហ្នឹងគេហៅថាទម្លាប់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ផ្សេងគ្នាតាមតំបន់ចុះស្អីទៅជាទំនៀមវាជាទម្លាប់ដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវបានលើកឡើងជាផ្លូវការហើយទទួលស្គាល់ទៅតាមភាគតាមតំបន់អញ្ចឹងបានជាខ្មែរយើងមានទំនៀមច្រើនណាស់ទៅរួមតែយើងចេះផ្សារភ្ជាប់គ្នាឲ្យកើតជាប្រទេសមួយបានទំនៀមរបស់យើងហ្នឹងត្រូវគ្នាជាទំនៀមបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរទំនៀមបន់អ៊ំទូកទំនៀមនេះទំនៀមនោះប្រសិនបើពួកយើងក៏មានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាទំនាក់ទំនងគ្នាឲ្យកើតជាសង្គមស៊ីសង្វាក់គ្នាទេប្រហែលជាខ្មែរយើងមានទំនៀមច្រើនណាស់តំបន់សៀមរាបទំនៀមផ្សេងតំបន់អ្នកព្រៃវែងអ្នកខេត្តស្វាយរៀងអ្នកបាត់ដំបងឃើញទេយ៉ាងបានជាសូម្បីនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរយើងឃើញថាតំបន់ខ្លះមានទំនៀមដែលមិនជាទូទៅដល់ខេត្តផ្សេងទេគឺដាច់ដោយឡែករបស់គាត់យ៉ាងដូចជាទំនៀមនៃការបង្កើតកម្មវិធីចាប់ត្រីចាប់អីណានៅខាងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគេមានទំនៀមរបស់គេក្នុងការចុះចាប់ត្រីក្នុងស្រះទឹករួមគ្នាវិធីបែបហ្នឹងគឺគ្មានទេនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហើយក៏ខែខ្លះក៏មិនមានដែរវាដូចជាដោយឡែកសម្រាប់ពួកគាត់ណាវិធីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាទំនៀមវាកើតចេញក្រោយទម្លាប់ប៉ុន្តែទំនៀមវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយវាមានលក្ខណៈទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយវាជាបទសិក្សាមួយដែលអាចមានតម្លៃសម្រាប់សង្គមគេមិនដែរយកទម្លាប់ជាផ្លូវការទេប៉ុន្តែគេយកទំនៀមវាអាចនិយាយបានថាវាមានសមាសភាពនៃការចូលរួមច្រើនបានទៅជាទំនៀមកើតយើងមួយវិធីកម្មបុត្រយោឆ្នាំមើលមិនមែនជាទម្លាប់របស់នារីម្នាក់ទេអានេះគឺជារបស់ខ្មែរទាំងមូលមកទំនៀមទម្លាប់វាមិនមានខ្លឹមសារអីពិបាកយល់ទេគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេចុះបើយើងនិយាយថាតើពុទ្ធសាសនាមិនដែរពុទ្ធសាសនាបើតាមពិតទៅតាមខ្ញុំកណាគិតឲ្យន័យដូចខ្លួនឯងពុទ្ធសាសនាក៏អាចរាប់ថាជាទំនៀមបានដែរប៉ុន្តែឈរនៅលើគោលការណ៍2ទី1ឲ្យវាស្របនឹងដំណើរធម្មជាតិទី2ផ្ដោតទៅលើថាវាចេញជាប្រយោជន៍ដែរទេផ្ដោតទៅលើថាវាចេញជាប្រយោជន៍ដែរទេតើវាមានន័យថាម៉េចទៅមានន័យថាពុទ្ធសាសនាឥតបានកង្វល់ជាបែបជាផែនជាបែបបត់ទៅតាមមនុស្សទេឥតខ្វល់ពីសម័យកាលទេឥតខ្វល់ពីស្ថានទីប្រទេសសញ្ជាតិឥតខ្វល់ពីអីទេគឺឈរទៅលើគោលថាការធ្វើបែបហ្នឹងត្រូវតាមដំណើរធម្មជាតិដែរទេពាក្យថាដំណើរធម្មជាតិក្នុងទីហ្នឹងចង់និយាយថាធ្វើហ្នឹងពិធីហ្នឹងអ្នកឯងរៀបលំអិតក៏ដោយចាប់តែមិនក៏ដោយប្រើពេលបែបណាក៏ដោយសម័យកាលណាក៏ដោយដែលវាសំខាន់គឺត្រូវគោរពច្បាប់ធម្មជាតិថាធ្វើនឹងវាជាកុសលវាជាបុណ្យវាជាប្រយោជន៍វាជាអំពើល្អឲ្យទៅធ្វើចេញជាអំពើល្អហ្នឹងហើយជាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានជាមិនដឹងថាក្មេងៗអ្នកចូលរួមស្ដាប់ហ្នឹងបានដឹងនិយមន័យនៃពាក្យថាបុណ្យដែរអត់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាកាលណាគេនិយាយពីបុណ្យគេអត់និយាយពីពេលវេលាទេរឿងបុណ្យក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់និយាយថាតើយើងគួរធ្វើពេលណាទេម៉ោងណាមានត្រូវមើលថ្ងៃខែដែរទេវាអត់ទេវាអត់ជាប់ដែលលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងទេហើយបើនិយាយអំពីការចាយទ្រព្យក្នុងការធ្វើបុណ្យក៏អត់និយាយដែរអត់និយាយពីចំនួនទ្រព្យតែច្រើនទេប្រហែលជាអ្នកមិនបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអាចនឹងមានការយល់ខុសថាការថ្វាយទានជាដើមនោះលុះតែបែបនេះលុះតែបែបនោះទៅតាមកម្មវិធីណានេះមិនមែននេះជាការយល់ច្រឡំពីបុរាណមកក្នុងពុទ្ធសាសនានេះអត់និយាយពីចំនួននៃទ្រព្យដែលអ្នកធ្វើទេអាស្រ័យទៅលើតទឹកចិត្តរបស់អ្នកទេប៉ុណ្ណាក៏ជាបុណ្យដែរសង្ឃនិយាយបានថាមានពេលខ្លះទោះបីយើងគ្មានទ្រព្យធនក្នុងដៃនឹងឲ្យតែយើងមានចិត្តត្រេកអរចំពោះសេចក្តីល្អរបស់គេនោះក៏ជាបុណ្យប៉ុណ្្នឹងគេដែរដូច្នេះពុទ្ធសាសនាយើងបាននិយាយថាវាអត់ជាប់ដោយពេលវេលាទេសេចក្តីល្អសុភមង្គលមិនជាប់ដោយពេលវេលាមិនជាប់ដោយស្ថានទេមិនជាប់ដោយពូជសាស
ọn dây thằng anh pui ấy pui ấy pui ấy bản hai tập Phật sát na pui ấy bản hai thằng đẹp chặt bon ọn dây chẳng nghe cứ cởi rốt tay từ lơ chỉ bắp thòm chết để nẹt thưa bẹp na nẹt chặt bẹp na cái đó ao từ chân chỉ bốn mình men chỉ bắp cởi rốt tạm chỉ bắp thòm chết nắng hai tháng tầm niệm rồi bóc Phật sát na nhưng mà na xong thì dây thả Phật sát na có miên tầm niệm mỗi đại bảo kỳ số thả Phật sát na miên tầm niệm đấy thế Phật sát na có miên tầm niệm này tầm niệm rồi bóc Phật sát na cứ thả thưa rằng mấy ao tới cởi rốt từ lơ chỉ bắp thòm chết nị chỉ bắp để Phật bị muốn Phật na có đói Phật xa thì nó bị muốn Phật xa thì nó sẽ mai ca na có đói nâng to tới cứ tay tay cái rút cho bạn nâng cái rút tâm niệm này cho tôi lưu cô ca tì bây giờ ta thơ giảng nó ao trên chi phải cháu ao thì trên chi phải cháu đó sai đôi chân này ban chỉ Phật xa na dưới nước mưa tới đôi chân mình sợ ao bơ cho môi nâng tâm niệm không ai thế không ai dân chặt tâm niệm ấy hai ấy hai thôi Phật xa na nơi tôi cho lưu cô ca tại đại ở đây thật vì thế ấy vì thế tới ao thì chi phải cháu đồng luôn bà rau khơi tha về thế nên mình bên chịu phải do mình nói thế cứ tới bạn đi sát cho là hàng cà phê nít chia tầm niềm rồi bộ đất sanh bộ đất sanh sanh cứ chia mê riêng đại bằng riêng sát lục ao dù bị tầm nào thọ mà chết anh vượt luôn ở trời không tầm nào thọ mà chết đã bấy chục thứ đâu đây chấm ra đòn ná chấm ra là hố đòn óc đây tục càng cuồng càng mà đòn đối với bộ đất sanh của miền mê riêng miền bài phai bọc kề mũi miền chụp bọc kề mũi đại cục kia tăng bị bồ ra nà cá bạn chạy bón này đang to tới tay group mặt đại bài pro đi với khoảng pi tầm niệm bọc bụi sa mùi mùi ai bài pro nó đôi sao mày cơ dương mà đang thả tầm niệm bọc bụi kia chẳng nào thế mà đòi tiền lấy hay sao mày to tới mà đôi chân làm biết vô của mình đang thả lấy đầy dương tàn vọt nó về sau đại ọt tại pro đó nó ọt giờ ngày của put on muốn thay đây muốn mà đòi tiền lấy đang to tới nơi tay group chạy bạn đang thả nên chỉ làm xa đây pro đó nó hay đang làm xa để bị thả tầm niệm là thả loạn xong chưa rung được គណៈព្រះអង្គគ្រូអបគុណច្រើនព្រះអង្គគ្រូសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតទៅនឹងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាទំនៀមទម្លាប់សត្វតែមានទំនៀមហើយទៅការជាទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាក៏មានការតាក់ទងនឹងទម្លាប់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែរគណៈដោយសារអធិស្ស្រ័យគណៈកម្មជាក៏ដូចជាគ្នាយើងផងដោយសារវាគ្មានវរុបទៀនមានបញ្ហាគាត់បានចូលរួមទេអធិស្ស្រ័យមែនទែនអញ្ចឹងគណៈសូមសាកសួរព្រះអង្គគ្រូរំចារាបន្តទៀតតែម្ដងទៅសំ
ត់បងគ្រូគណៈសូមរដ្ឋនេះបងគ្រូមានចំណុច4ដែលអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវសិក្សាថាហេតុអីយើងតាំងជាសំណួរថាហេតុអីបានជាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងយកសាសនាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបរតហើយដែលបានយើងបង្កើតសំណួរបែបហ្នឹងព្រោះយើងរកឃើញថានៅប្រទេសខ្មែរមិនមែនមានតែពុទ្ធសាសនាទេពីជាក់ស្ដែងណាមានទាំងអ៊ីស្លាមមានទាំងយេស៊ូសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយនិងសាសនារីរងលទ្ធិនានាឬក្រុមមនុស្សដែលមិនបដិញ្ញាខ្លួនថាប្រកាន់យកបែបណាមួយនោះក៏តែមានដែរភាសាសម័យគេហៅថាអ្នកដែលមិនកាន់សាសនាអីទេទៅសំណួរសុថាបើក្នុងស្រុកយើងមានអញ្ចឹងហេតុអីបានជាជ្រើសយកពុទ្ធសាសនានឹងជាសាសនាបរិវត្តទីមួយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ថាខ្មែរយើងធ្លាប់ទទួលរងឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនានឹងពីដូនតាមកហើយអ្នកគ្រប់គ្នាសម័យមើលបើយើងកើតមកប្រិចមកដូនតាយើងអនុវត្តពុទ្ធសាសនាហើយនឹងសួរថាយើងមានជំនឿអីផ្សេងដែលត្រូវយកអីផ្សេងមកជួសបានបើបើកភ្នែកមកគ្រប់គ្នាជាក្មេងជាន់ក្រោយបើកភ្នែកមកគ្រប់ស្រុកគ្រប់ខេត្តមានវត្តអារាមមានធម៌មានអាមានអ្នកបួសមានសាមណព្រាហ្មណ៍មានយាយជីមានការធ្វើពិធីកម្មបុណ្យខ្លះអីខ្លះដែលនិយាយថាជាពុទ្ធសាសនានឹងមានមេរៀនរបស់ពុទ្ធនឹងចូលមកទៀតទោះបីថាជាហីនយានខ្លះជាមហាយានខ្លះអីចឹងក៏ដោយពីបុរាណមកនិកាយណានិកាយណាហើយពួកយើងជន់ក្រោយកើតមកដូចវាដូចថាយើងក្របផ្កាដែលវាកើតមកនៅក្នុងសួនផ្កាអញ្ចឹងបើយើងជាក្របផ្កាមួយដែលដូចឡើងមកនៅក្នុងសួនផ្កាហ្មងតើយើងទៅបដិសេធថាយើងគួរនៅសួនអីវិញអាហ្នឹងឯងជាមូលហេតុមួយថាហេតុដែលបានជាប្រទេសខ្មែរយើងលើពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបរិវត្តដោយសារឥទ្ធិពលនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងវាជ្រួតជ្រាបមករួចហើយមុននឹងយើងបើកើតជាប្រទេសត្រឹមត្រូវមុននឹងយើងបើកើតជាប្រទេសមួយត្រឹមត្រូវជាផ្លូវការសពថ្ងៃហ្នឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានចាក់ជ្រាបមករួចស្រេចហើយអានេះជាហេតុផលមួយដែលយើងអាចបដិសេធបានថានឹងហើយដែលជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែលើកពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបរិវត្តព្រោះវាជារបស់យើងមកយូរហើយយើងមិនដឹងទៅរត់ទៅណាដល់ពេលមូលហេតុទី2ដោយសារយើងគិតទៅលើបរិមាណដែរយើងគិតទៅលើចំនួនដែរពេលដែលខ្ញុំកណាលើកឡើងចំណុចទី2ហ្នឹងចង់និយាយថាមិនមែនថាអ៊ីស្លាមហើយនឹងយេស៊ូនឹងមិនចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរយូរនេះអាចថាចូលមកយូរដែរចូលមកខាងក្រៅមិនតែក៏យូរដូចគ្នាដូនតាយើងអនុវត្តមកអីយ៉ាងដែរដូចជាពិសេសព្រហ្មញ្ញចូលមកពុទ្ធសាសនាទៀតប៉ុន្តែសួរហេតុអីបើព្រហ្មញ្ញចូលមកមុនដែរមិនគ្រប់ទៅលើគោលការណ៍ទី1ថាអត់ទេ
đây sai thay dừng đầu khơi thay chủng nguồn của chiều bộ rốt khám ai dưỡng nhạc cổ rục chết là chủng bộ rốt sản này là bình chật chủng bộ rốt sản bị tràn chiếc đối chứ này sẽ mưu số thay rốt những bộ tăng sản sản này chế sản bảo rốt bà cao sập hệ rồi nâng miền tức đây cổ rục chết là chủng bộ rốt sản bắt hãy nâng tại dương cô thì dâu sẽ đại chế phía rồi tại vì cả ở thể viên là bằng co thì chỉ chủng luôn nè cục này lại không hiểu ra riêng cất đó thà area bỏ rốt đó bên là để kê chọn lưu đồng cao sẽ mũi cái bài cho lưu bài mà đài ព្រោះថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងចេះតែធ្វើតាមទំនឿចិត្តណាយើងយកសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនាបរិសុទ្ធយើងយកយេស៊ូជាសាសនាបរិសុទ្ធហើយគឺជាបរិសុទ្ធខ្មែរ 90%ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវទៅលើពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបរិសុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញអ្នកជ្រះថ្លាចំពោះពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែវាមានការទាញទងគ្នារវាងហិណ្ឌូរវាងយេស៊ូរវាងអ៊ីស្លាមអ៊ីស្លាមក៏ច្រើនដែរដូចពេលយើងថៃគឺអេរិយាបទរដ្ឋាភិបាលគេឃើញថាបើសិនបើគេដាក់ពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបរិសុទ្ធគេផ្លូវការទៅក្រុមផ្សេងៗនឹងមានការប្រឆាំងហើយវាបង្កើតជាចំនួនដ៏ស្រុកទេដោយសារតែសាសនានឹងដូច្ន
chia mô hệ đi bấy đại trang tài chất của sản dịch sản bỏ rộng đó là tì bấy cứ dương phải từ lỡ hiệp trời khí hiệp hiệp xì sống vạc nên đây trở lại đi sai không ai bố trở lại đi sai không ai nó đôi chì mình xong căn sát na nạp xên chứ không ai dương chì bùi trọng không ai dương chì bùi lột không ai dương chì bùi đại miên chất ảo hiệp hề chứ chư chạc nhỉ đại thoa tăng oa nó vì miên nông chất bọc mai nó vì sạc xong chấm bùi nó mê riêng bọc bồ đà sản à đôi chì này dương anh dây bàn thạc bơ mình ảo không ai căn bồ đà sản à không ai dương chạp đạc sát na ít xên đôi mình xong mà. Vì ở trời nâng xa ra chết bọc mài, vì ở trời nâng chả rách bọc mài, vì ở trời nâng thiết bọc mài. Nên chỉ hai phòng mùi tiết, hai phòng thị bấy nè. Đại thà ruột bỏ dưỡng trời chặt bộ đất sản dưới sản bỏ ruột, bố vì xì tổng vạn nâng chả rách mái nè, mài dưỡng xòm nâng căng đất sản nè. Đầu bí mù hai tỷ bốn, đòi xa thà dưỡng khơi nhóm bí xa rạ tầm khăn, mê riêng bọc bộ phút cứ chia mê riêng đại bừng riêng mà nụ ở biên xòn thịt khiếp, nông chất. Hai có b bằng cách ban chỉ sản phẩm lợi cài đôi chân này phần sản bá dương vật chia ban dụng Phật giáo sơn na đang tự ăn ở vọt ở bình lĩnh chấp hình thà ban thông rồi định tiệp tự chiêm bồ rót tôi tài thọ đa tam phom phom sọc á nhom cả na khôn ai to nó miên chấm nơi chữa chữa thà vật tế dương được ban sọc sàn khan ban tai cả lòng máu dương mặt ban dụng ăn ở vọt bình lĩnh tề dương cười nhé trong bộ giáo sơn này dương cảm làm lạp nè nó phần sản bảy dương định đào bài trường vua đã ra hay định đào không bài tù sản ảo với ta hạt ấy ban kia bùi xa tầm môi xong mình có khám cặp chạc nê giá nóng thao vì ẩn miền thoa nóng chất nóng hao đôi chân em và sẵn bài dương ảnh vua tam cô ba của đất nào vì trời bẩn sạp chấm luộc nóng chất nóng rõ hốt đó bẩn sạp chấm luộc hàng cài đôi chân em dương khơi bì xả rạ thầm khăn nây mê đến bộ đất nào vì chui sang sân đẹp hiếp nóng chất đó mà nó còn riêng mà nó ấy sợ chả rật còn riêng mà nó ấy ở chui khỉ nè, mình ao tôi chờ đợt, mình ao biệt biên khỉ nè, chơi ao nhập thầy, chơi xa chua khỉ nè, chơi yul yul khỉ nè, anh đang sát tay chỉ cô ca no mau nữa giờ phe mang cô đó thành cung. Đôi chân này mau bị dương khơi giả rạ tầm khăn á, bị thay dương cứ dương đoạn thế nè, mau bị dương nó khơi giả rạ tầm khăn đôi thà rót nó khơi giả rạ tầm khăn này mê điện bồ đề sanh nó bán chỉ tay vô mê điện bồ đề sanh chỉ sa sanh bỏ rót. Hôm nay sa sanh đầu tay của viên mê điện này còn đang dương mơ tới việc đôi chân mình khơi khâm mà giang tới đôi việc mình chui mai ăn vào mai đấy. Mẹ đến bộ đất nào vì miễn xả rạc xâm khăn chiêng vì miễn ở vầy để trở sọc xa nó vua thay bộ đoàn phải giỏi đồng lúc chàng chiêng. Nên chỉ hạt phòng buôn thông thông đại xa xa nạ rọt nhớ nước bàn dọc bộ đất nào chiêng xa bỏ rọt. Xóm xóm chú rô bà năng kinh. Chiêng môn tiết môn. Bộ lực cầu ba sông sạn xua sầm núi tập lực cầu tem ở đó chạy tung năng và thiên đạo bọt bao nhiêu như vậy ông pi propose sát sát năng cao sao job tập luyện tập đọc tập bay này không ai lực cầu chẳng ngặt ba sông sạn xua tập lực cầu tem ở đó thà ta propose sát sát ban chơi với khách đo sừng cung cái đôi giày bộ bạch thô ban châu rùm thai đã sao bộ bạch thô tập bay này không ai dừng lực cầu toàn sầm núi đặt mà lực lại đến lực cầu nãy bạn vừa nói bạn giày propose sát sát nữa mấy những bài nhạc của sát na, tại mà mốc ấy, riêng từ đây bậc ca cổ điển mới thích từ của Phật sát na không ai,
đáp bay bằng hai trăm một mươi năm hết mũi tay dương bằng kia bột sắt nát chị khmai đáp bay khmai mà dương kích thay dương kèn bột sắt nát chị tụ tay anh ấy dương bắt bong đơn lại để ca kích bị bóng thuộc khmai để bóng mà lực lạc vậy nhưng chân chị tự ai tụm lấy bột sắt nát khmai nước nước bò ran là bò dương bột sắt nát khmai ban bằng có lẽ cái này ai mà nước khmai nó chết đắng chết hơn dương thì dây để trâm tới sao mày còn đàn từ sao mày bằng bọn nước nước bò đã ran ban tụt tụt một tụt một ca bắt đầu một đàn hay tụt tụt một ca thay ra vào một thố đại bà răng thì chẳng bằng plek bằng plan thì chẳng cay sầm ru lặng ngặt sao mà con cũng bay ở bay cũng bay ở sai sớm mũi có miếng ca to qua pi bật song đang bay cà pí nơi vào một thố một bình đi khi mà chẳng đấy chứ con sầm bật song đa chi nè cano phật sa sơn đào răng móm lúc ban bằng plek cách trong ca thay ra nơi sầm lật thố con lật thố mình lấy đã miễn được nông đồng lai bất nền một khmai prop cho vươn cái co sang ở sọ sát ở sọ sát đã miễn đồng lai bênh lệ cả năng xâm rạp bình chế ẩm phí này ở đây thì thi bằng này ở tác giả bỏ chiết bỏ chừng bà công tâm biết cô nát chân con bây giờ sai cho mũi mình lấy sai dưỡng bắt bóng trở trên bên tên cái ca to quá cho vô ca kia sống liên bác thuật bỏ dưỡng đứng ở tây chứ bác thuật ở đồ tây lấy sáng ẩm nang lấy sáng đàn được bộ lực bỏ ký khai này dỗ bái hàng lưu thiết nâng hàng sát cây phân tay để sao con nạp ông bán chuối cái này mình tâm thay ra sao bà bà thô sơ lật thô tay thay ra sao à xó tiết mình ở đây nạp bằng plan bằng plan bằng tế cho nó tí bí bà bút sát nà nếu bút sát nà khmai đó đảm bệnh khmai đó cứ bàn nhăn ai mà rút khmai tức ông khmai cứ luôn tới chỉ này dô khuyên thả bà sáng cái ốc chìa bà sáng chỉ cừu bà sang cứ chỉ tala cả, bà sang cứ chỉ nẹt cắt cái đây, bà sang cứ chỉ nẹt áo đầm lai từ lớp con nó thó sạch chặt, nực nông giúp tình nghĩa ca tiếng ông, nực nông sao mai bà ra nó bôi dướng mà lúc mai dướng ban bòn na bà ông chui cắt cái đây, đây bà pon chui lục ní, tay mình sống mình phu mình chết, tay bà sang cắt chảy, à miếng chúng lúc to tê cái riêng ấy đó sai bà nhảy ban, tay bà sang miếng chúng ngứa đồng cắt, chui cắt ấy mình ai chui ban tay bà sang nơi vật chứ Phật sát na sờ ra khmai đi nhưng mình gì Phật sát na khẳng kỳ đi Phật sát khẳng khmai đi cứ minh tu ni ti tăng biết số khác bị bảo minh tu ni ti tăng biết số sum rốt chết mà đâu đẹp con nạp ông tưởng lượn lại hay mấy nhau cứ ca cò sang chết nó chuẩn ra mình tin để chết nó đam bệnh bằng bát cháo nữa à hiệp đẹp đa tiền lai được như chúng cùng chết đứa nít ca tăng bị dù và ông ban không bằng phơi ao mà nuôi tưởng ông đến từ tu sọ thả nét để bua tiền lai cứ chỉ nét để minh bát tập hiệp chẳng hạn bạn chỉ về khai dương là gì đòi lẽ cái này chết đây cái này bạn buốt mình tự chỉ bệnh tật cái này sức bảo vệ tự chỉ bệnh tật hai cái bạn kia là tua con phân tế à bao nhiêu hai tiếng ông đấy nhé bị bắt bom về sao bị liệp tạm biệt dụ bài tạm biệt sát cách tạm biệt xong về để dùng bà hà nhưng chứ Phật sát nam bên ác cá ao tập lại thì ao tập lại nếu bom pin thua được cách sau đó chúng cũng cứ cái áo của mình đúng ở khai tây nó cất chặt cá chết đằng áo của lại được cá chết đằng pro đời sai vô khi tham phật sát na miền đại bùa chân của sang đại chi đại bùa cứ chỉ đại chạy tu bay chỉ đại krong băng đường krao krong băng của thời kỳ krong được như vậy chân duyên thời kết của bên này nè ta krong băng đường krao krong băng thời ban kỳ krong được như tiếng tu phi phải cho bạn chân nó bay tru tru phật sát na hướng mũi tiền phần của ông sát số na phải hướng phải cho bạn họ phải chạy ra ở sừng cung lấy đó sừng cung mà đọc ta sừng cung bán đại tiền nếu bây giờ bên Phật sát na được bên Phật sang đường bọn sừng cung ban ấy ban đồng lấy đi cả chụp chung chỉ sang một kỳ ban đồng lấy đi cả ao đồng lấy đi từ bên từ một chỉ phiền ra dây ta pu minh ông bọn tiếng ngon nít mấy cái mang ngon cứ chụp chung niên được bây giờ đầy chung đầy chỗ chín năm tiếng ngon nít một hai trăm vậy cả sang một kỳ cái này đã bây giờ tôi Phật sát na cứ chết đồng lấy đọc bất của con bốn đại mà đúc mai đến ngoài đồng lấy được Phật sát na hay Phật sát na bạn ao đồng lấy mà vinh cứ sang cả châu rùm chậm nấy được bỏ bọc cua chậm nấy nút Phật tử sa sơn chậm nấy nút để chậm nấy bị sa mạc kỳ thị chậm nấy tìm muốn đại Phật tử sa sơn bạn có đó là cai pi sa lật kho sa sơn cai pi ấy nữa đấy cứ tiếp tục chậm mũi tiếp nâng cái đó là ở nơi cốt nước kho sầm rạp nét đặc nòm của nam quang đăng tế nơi sa tập bát ti bổn muốn ti đập mùi miên ca cung chùm nơi bắp kho hàng sa sơn priem nâng sa sơn Phật và tôi mà tiếp cứ giữ miền cao đoan nơi sở mai sát bảo tị đạo mùi và bát sô dạ bề mặn tị mùi cứ căn phật sát na
hay bạn cùng phát động cùng đất để ca co sang bất tế nâng ca ca phía bất tế hữu của trung bất tế đau lý giác bất tử sát sản chỉ chứ bạc vì xe tế tích cư sử mây bạc chơi mà thì bằng phần nơi sát thật vọt tí đập bì đập bày bọn mà rồi bạn sẽ mối để cho bọn bì rồi mà thấy cứ bạc căn chốt nơi nơi dô bài chết bạc bất bạn bằng cung chất bất đất đà bằng cách nơi tu nít tí sống khăn sau đó người riêng tương lai nơi sử mạng cố ở dụng chất tốt đá vì ca cực cực luôn bài phật sát sản hai mình trăm phần của ông cứ chỉ phải chỉ riêng bằng bạc chỉ mà tìm vấn chúng rồi ông ông khai tới những đất nước bài của phật sát sản tiền thế đấy đối với bài phật sát sản bạn phát đau lại bật tay dương ní phát đau lại tham ai dương ní mình mến tập tập mai tập lên về dương này dương cho mai còn đa lên thế cứ tăng cái cho mai bảo rằng chân vươn một cất ông bị thua được cạnh rồi nhẹ căn phật sát sản đang bày áp vọt mình bắt đầu nếu với đến nhẹ căn phật sát sản bày vọt cứ cá bằng pin nực ca bằng cát nực thọ mệt ta sốt thọ nực lạnh đấy còn thật là minh mệt ta nông chết tiếp sốt thọ nông chết bảo minh mệt ta nông chết đòi mệt ta nông thọ lúc thua ai nẹt sắp tổ thua ban đấy còn đồ bạc ra sòng khăn bằng phong cứ chuyện này đại một phần bạc nông chết bàn phật sát na nức bàn thứ cái ca mối tiết chỉ thu được cách sản phẩm bằng pin cách ai vừa đốt tương lai nẹt căn phật sát na nức chết đại nông chết nếu bây giờ phát chi thọ tài dương phần vô thọ tài hãy bàn chết bàn đằng lúc ấy cứ chỉ phật thị trong cái này không dùng khả năng thả và sân chỉ diễn phát chia tư và con ở cái chè nên con ở cái đằng hay mình ai cái ăn vọt bàn mình ai tới chỉ phục thị bàn thế lúc ra tới cái chè cái đằng hay cái ăn vọt bàn tiền tập tới chỉ phục thị là bác cái nào nhỉ sao mai tụng nêm chặt tăng bị sao mai tụng kìm làm chặt sập mờ của nhà bằng dưỡng mắt bằng đồng lại trong ngọn nền dưỡng phát chia thoa từ men nhưng với cái can đường men có bàn tay dưỡng ăn bàn phục thị ở nhà để bàn tụ thì cứ bàn tâm tới đằng bàn tâm tới chè mai cơ hòm bạn đồng plan bình tì tìm đâu, bằng mắt để căn bộ sát na, bằng mắt để căn sát na, bằng plan bớt ở ra, bằng plan bị hì, ní hai chiếc xe thay phi bằng chiếc prata, nhưng bằng cái thâm bên, bằng plan sát na, mai đam bị mai, trên cái bắt băng nơi đồng lấy bộ sát na, bắt băng nơi đồng lấy ăn được vật gì thứ để cái đam bị mai, cứ chỉ cái bắt băng thông thế na, xem ra có thể chuyện một nì, bảo như mình dốc chất tụ đại, phẳng phai đam bị lướt đồng cái đồng ở đồng lấy, nhưng những ai tích tua mà tỏ tự tin. Dương thắc mai có hôm bị ổn định thay sẽ mai cơ mai có hôm có dương bắt đấy rồi để sai dương chụp bức tên bị bắt sẽ bị cảnh chụp bức tên bị bắt bắt chăn tên là smart đầy chiết chụp bức tên là cái mình dối mình đăng mình chạy hay mình ai khai luôn tới chụp bức thi để về để dương nguyên chụp để đăng ở lần trong cái này dối mình to thiệt thà nếu về để dương không đăng chụp luôn được cảm thấy bằng cô nào bằng chạy chụp luôn mẹ mà chiếp cho tôi nó bệnh đâu nó bằng đâu chẳng lại chụp riết mẹ ban cho tôi nó lẽ khăn này ca tôi vô bằng một tiếng lái đói lẽ nã vinh chay trầm trầy cứ mình men chỗ tôi khang khai bằng mán mình men chỗ tôi khang khai bằng pin một tí dương năng ái lẽ bằng mán đang bay vượt cái cao này bay diệt dương có một tay dương tôi cao ở nét tôi khó trấy phần dốt bằng hai trăm nâng lương tuổi ốp thầm đo tới chỉ là tập hiệp nâng sự tập hiệp so với cả một thì nè bà sân chân con tay bằng bông tới vận tay âm miên để đáp được prai chân tét nâng sự đầy tí nút dương năng mắt bằng được cao đọc trái dương bắn bông là smart đây chúng rung dương bắn bông là cả tập tu ban được thị để cái nào bắn được đại hàng đám chăng bà con là che bà con lưu hành đắng mình cứ còn thì tốt anh vót cứ anh vót trên chiếc live car đang bay chiến đang bay chiến cũng được còn nào ông còn bung thưa đấy ông cũng còn bung anh vót đấy còn ta dương tới prang ta thưa mấy ở chùa chìm đã bay cái bản che đã bay cái bản đằng nâng to vị thị xã đầu tây tiên đầu tây tia để mình cả quan trọng chăng cái nào sau đó bảo vĩnh tăng phần môi tăng phần môi chấm lấy đại phật sát na bạn đó loại tăng phải bảo rằng tôi phải phải cho bạn ní nâng lẽ khăn môi chấm nuôi để dưỡng tới phần phật nếu quên thì dưỡng cũng tới vỡ cho tôi lo ti chấm lấy môi đại chỉ chua để dưỡng tới phật giác ruộng được sa tay cấm nẹ để bồng pin nẹ để bồng pen nẹ để bồng play khai sát na nâng không phân vô chấm lấy phật sang tu ai ăn bục cul vô một bồng play sang chỉ tràn hài chẳng cho tập phật mình tên bồ sang cứ chỉ sang cứ chỉ cầm thông mình men ăn mà nè ai ngay như thế chân bậc cô ăn mà nè nó thua mình phải nhà nó bị thua sát nghiệp chân chui tục tuần phần trước là ba thả nè để mình có hóa tiếng lại nữa cứ chỉ ăn ai bậc cô mình men chỉ sáng thế sau mọi sát để chốn bất sát nên dù chịu sẽ chịu vậy dù vậy sau ngày đi bị chạy bị nâng trả na chân to tại dương không phân của nạp ông đai cái này có không phân đai phân chỉ một nghĩa là mấy thì dù thả nút cứ chỉ một bước tốt chỉ đặt robot này để cho bằng plan sát na dưới
hay còn riêng của tất cả các bộ quân đại bản dù đang làm việc lại bên phật pháp để phật sát từ châu lục long chủ nguyên nâng sáng thôi ở bài vô mình sáng anh ấy bảo cái này tới cứ chia non thời gian cam buộc bằng bài để lệ cái này đồng lại sẽ trả phiếp bất phật pháp bảo sáng học phần cái này tập chú ruộng nâng sáng អរគុណអរព្រះគុណច្រើនសម្រាប់ព្រះសាស្ត្រយ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបានជួយឲ្យខ្លះដល់សង្គមគឺដូចលោកគ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងច្រើនគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនព្រោះពុទ្ធសាសនាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ហើយសម្រាប់សង្គមនេះហើយប្រសងក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់មួយទៀតដែរបានសិក្សាអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏យកមកចែកចម្លែកទៅកាន់សង្គមអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺតើសង្គមព្រមយកនៅអ្វីដែរ ដែលព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាព្រះសង្ឃហ្នឹងចេញម្លេចអញ្ចឹងគឺពិតជាសំខាន់មែនទេព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺប្រទេសខ្មែរយើងគឺមិនអាចអត់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែម្ដងបើសិនបើព្រោះតាំងដូចលោកគ្រូលើកឡើងហើយតាំងពីសម័យបារាំងមកគឺព្រះសង្ឃដើរតួជាសំខាន់ការពារទាំងវប្បធម៌ប្រពៃណីអក្សរសាស្ត្រលោកគ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងពោលលោកគ្រូអរគុណច្រើនសម្រាប់កបបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយ